Chị hai à, chị hai đâu rồi? Dạ chị hai dạ, có dạ, ở nhà dạ. Không dạ tôi đây. Chị qua kiếm tôi có chuyện gì không chị? Cái gì? Chị hỏi gì hỏi lại tôi nghe không rõ. Dạ chị qua kiếm tôi có chuyện gì không chị? Thì có chuyện mới kiếm chứ. Khơi khơi qua kiếm tao nói tôi kiếm chuyện chị rằng sao? Tôi nói chị nghe nè, làm gì trống giờ kêu mới ra? Dạ tôi đang giá cái áo. Tôi nghèo bày đặt giá áo nữa. Nghèo có sao mặc vậy đi giá chị tốn chỉ vậy? Tôi nói chị nghe, ngồi xuống tôi nói chị nghe coi. Tôi bực mình mẹ con chị lắm nghe không? Đây tôi giá cho. Đâu rồi cái kim đâu? Tôi nói chị nghe nè, hồi nào giờ á, con tôi nó hiền lắm, nó chỉ biết ăn học thôi. Hồi tiện tôi làm cho bà luôn vậy. Vừa giá thì vừa nghe nói đi. Con tôi đi học á, nó hiền lắm. Nghĩ sao vậy con chị ăn hiếp con tôi, chị biết cái vụ đó không? Ủa, tép con nhà tôi nó hiền lắm mà chị. Nó làm gì con chị vậy chị? Chị nói con chị con gì? Dạ tép con. Con tép hả chị? Nó cá sấu cá mập với con tép gì chị? Nó nuốt chửng con tôi luôn rồi kìa. Tôi nói chị nghe nha, nó chơi trên đầu trên cổ con tôi hiền đó. Gặp người khác thử coi, ăn hiếp con người ta đi heo qua cào nát nhà chị đó. Xin lỗi chị à, mẹ con nhà chị không có chồng không có cha rồi, không biết dạy lại con mình, trên đầu trên cổ chơi dơ hầy người ta. Thiệt tôi trù nhà chị nghe. Hái điên điển hả? Thanh cao quá, trong sạch quá, đơn giản quá. Hái điên điển bán hả? Tôi trù chị hái điên điển héo. Ra chợ bán ấy chổng mới chờ. Đem về nhà thì nhập viện cả nhà. Thuốc vừa đưa lên miệng cả nhà nguy kịch. Tôi thiệt tôi trù chị vậy đó. Quá trời hả? Chị nói vậy tội nghiệp mẹ con tôi quá. Bây giờ con tép con nhà tôi nó làm gì con chị á, thì chị nói cho tôi nghe. Để tôi về tôi dạy lại nó. Tôi la nó, tôi dẫn nó qua xin lỗi chị nha chị ba. Tôi lại chị? Chị diễn cải lương với tôi hả? Chị hiền nhân thục đức quá. Tôi mới hiền nè chị. Ban ngày chữ vậy thôi, ban đêm tụng kinh không đó. Tôi đâu dám ăn mặn, tôi ăn chay mà. Chị nghĩ gì mấy cái lời nói của tôi mắng vốn chị? Chị về chị chữ con chị, đánh con chị. Rồi hàng xóm nói tôi làm sao? Nghiệp nặng trên vai tôi nữa đó. Tôi kể sơ sơ chị nghe nè. Sáng nay con tôi đi học, trên đường tới trường nó đi thi, con chị cũng đi thi. Ra ngoài ruộng á, thấy kệ không chơi nhau, thấy kệ đi. Lấy đứt xét con chị đó, lấy đứt xét chọi vô người con tôi. Trời đất ơi, rồi cháu nó có vô đồ không chị? Không, sạch trơn hà. Nhưng mà cái mặt con tôi nó dính đứt xét, nó không có thích. Rồi con chị chơi mất dạy nữa. Nghĩ sao vậy? Hết đứt xét, gom sình, gom phân trâu chọi vô đầu con tôi. Lấy phân trâu chọi làm sao? Sáng nay con tôi thi rớt rồi kìa. Ủa sao chọi phân trâu mà thi rớt chị? Chắc cháu nó không có học bài. Chị nói gì chị? Trời đất ơi, cháu gì không học bài? Con tôi đã học thuộc từng câu từng chữ nghe. Nó thuộc bài kỹ lắm đó. Nó thuộc tới mức mà vô phòng thi vừa lật cái đề ra là nó biết cái đó trang số mấy, lật phao chép y chang vậy đó. Nghĩ sao nó con tôi không thuộc bài? Chỉ có con chị trên đầu trên cổ con người ta. Cái phân trâu nó ám vô não, ai mà thi lanh lẹ được nữa. Về dạy con mình lại đi. Không có cha coi như bỏ, nhưng còn mẹ phải biết dạy chứ. Nghèo cho sạch, rách cho thơm nghe chị nghe. Cảm ơn chị, tôi về. Tép con, con về rồi đó hả? Con vô đây, con vô đây cho mẹ hỏi, có phải con đi chọi phân trâu con của dì ba không? Sao con không nghe lời mẹ? Sao lấy con làm khổ mẹ hoài vậy? Con coi kìa, con đi học mà quần áo lấm lem như vậy đó. Dạ, tại con dì ba rủ con chơi mà. Mà mẹ biết sao không? Nó chơi ăn gian lắm. Trời ơi, nó chơi ăn gian. Xong rồi hả, nó lấy cục đất sét nó chọi thẳng vô mặt con luôn á. Nên con tức quá, con đâu có chịu nổi. Con lấy hả nguyên một đống đất sét con chọi lại chứ bộ. Chứ con đâu có gây sự với nó đâu. Rồi người ta chơi ăn gian với con là con lấy đất sét con chọi người ta hả? Con không biết nhận lỗi mà con còn đứng đó con cãi với mẹ. Vậy ba mới qua đây mắng vốn mẹ kia kìa.
Bây giờ con còn lì nữa phải không? Được rồi, con đợi đó. Mẹ ơi, con giơ tay ra.